xong đưa làm theo thử tiếp nha. Vì cái này là tuyến dưới của em và mình ấy, anh ấy đã làm và anh ấy thành công rồi. Cũng cháy ý chỉ như thế. Mà thành công nhưng mình chỉ dùng một ít xíu này thôi, mình không dùng nhiều. Mình đã dùng nhiều rồi thôi. Không, làm một nửa trước, làm một nửa trước nha. Đúng rồi, mình làm một nửa trước đi. Cái này cho tay vào đây là cũng không hề vấn đề gì. Massage cho họ, cho cái nồi. Ờ, massage cái nồi. Đúng rồi, đúng rồi. Mình làm một nửa trước nha. Ờ thôi đi em à. Thế này để lúc nào hết lấy xong nha. Thế nha, anh đang chà tay hơi đau rát thì luôn, rất là thích. Rồi đi ra rồi. Không có gì, chà nha. Không có đâu. Cho ngâm ngâm bánh đào ngọt. Mai cái cũng không có cô lấy nữa nha, thế nha. Đó. Mai đó. Không nên chà bị bóng. Chỉ cần lấy này chùi là được rồi. Còn cái đít thì chà. Được. Hiểu không? Cái nồi gương ở bì á. Cái bài pha trộn nó sẽ làm mà không có làm chảy cái nồi của mình được. Cái đáy thì được, cái đít thì được. Một 100% là hết. Em đã thấy nó bùng ra hết rồi này. Vì hôm anh lễ anh làm ấy, cái nồi anh nhìn nó vào xoay gương được luôn. Nó không phải là cái đít bằng hay này đâu, nó là cái đít lồi á, đít tròn, đít tròn ấy. Khi mình đưa vào mình nhìn, mình úp lên son cái xoay gương rồi. Xoay gương của anh luôn. Bữa đó mà anh đưa cái nồi mà anh dám đưa ra ngoài chén liền á. Ừ. Rất an toàn luôn. Cái quan trọng nhất là cái cọ này. Phải dùng cái cọ này mới phải được. Dùng có phải dùng cái cọ này mới được. Cái cọ của em ơi. Chứ cái cọ kia là nhưng mà cọ kia là ngoài thị trường không thể nhá. Đúng rồi. Tuyệt đối. Trông nó giống thôi nhưng mà tuyệt đối không được dùng cái đó. Chính thì họ phải báo công ty sản phẩm này là cái cọ đó phải bán thường xuyên. Cái này là phải nhập về này. Anh phải báo công ty gì. Rồi, được rồi em. Anh lấy cái này. Em chùi ha, chùi mà cái viền này cũng phải chùi mạnh như là chùi. Em lấy giờ anh Hoa mấy tờ giấy nữa em. Đây nha mọi người, thấy không? Chụp cho anh một cái hình cái này đã. Từ từ đánh hết chụp hình tức là bên mà cọ và bên chưa cọ. Cái nồi mới. Y cái nồi mới luôn. Bây giờ mình cái này bát luôn, Em bát là được ạ, đúng rồi. Cái này bây giờ vẫn phải cọ nữa chị. Không cần cọ, em bát mạnh đi nó ra hết. Thôi cứ để cọ đi, không sao đâu. Chạy đi. Không chạy đâu. Nó không chạy đâu, cái này của mình sao chạy được bởi vì không có làm cái này nó không được. Nó phải cọ cái này mới được này. Cọ này. Nhưng mà cho sản phẩm mà, đúng không? Cho là nó mịn, nó mềm. Ban đầu nhớ bán luôn chai này nha. Tối nay thuộc về thu phí của Hoài nhá. Đấy. Ôi trời, nó đi hết à chị đâu? Tối nay Hoài về có đồ ôm để ngủ rồi. Có chiến tranh lạnh cũng thành nóng luôn. Yêu anh quá, đã làm đẹp cái nồi của em. Đúng không? Thích quá chị ạ. Chúc đông Hoài ha, yêu em hơn và yêu anh mãi. Chừng nào mà giận nhau á lấy nồi ra trà cho bóng trời là liền. Thế nên là cái nồi này nó mới tự tin là bảo hành trọn đời. Đúng không? Đang ngoài đã, người ta là cháy nhà mà đang cái gì cũng cháy hết mà nồi không cháy là hiểu rồi chứ. Thì chứ cái này quay phim chứ mình dùng hay vô xử lý lại mình phải đánh cho nó nhanh chứ trà chỗ này ai mà chịu nổi. Đâu có lâu đâu. Trong cái file đó mình phải làm nhanh. Mình đi lướt mà mình ấy chứ. Mình đi lướt làm nhanh. Nhưng mà cái này em đảm bảo mình làm cái này là nhanh lắm rồi đó. Mấy chèn nhạc vô. Lát mình phải chèn nhạc mình xót tiếng đi chèn nhạc vô hết. Đúng rồi, xót tiếng chèn nhạc. Rồi thành ra nói gì nói thôi. Đây nào đây, đâu đây. Đây. Ấy. Ôi my god. Cái gì đây? Cái gì đây là mới. Rồi mới luôn. Đây, chị hợp bộ nào nha. Tinh luôn này. Xoay được cả gương nữa. Bóng luôn rồi. Bóng nữa. Rồi, chụp hình lại. Ê, các bạn ơi. Chụp hình lại đi. Chụp hình lại.